Hôm nay thì chúng ta sang buổi thứ hai ở trong cái dự án đào tạo này. Thầy cô cho thầy Thành hỏi là thầy cô đã cài đặt được phần mềm sơ đồ tư duy IMMF 10 chưa ạ? Thầy cô comment đi ạ. Những thầy cô nào đã cài đặt được phần mềm sơ đồ tư duy IMMF rồi? Cài mà không không tìm đến cái thư mục program data thầy Thành để trên À, máy cái nó không tìm đấy thấy không đâu nên không tìm không cài được của mà. thầy Thì là cài cái đấy là phiên mà mấy ạ? không không tìm đến cái thư mục program data thầy Thành ạ, để trên cái máy tôi không tìm thấy đâu nên không Nhưng mà tìm chị không thấy cài cái được này mà. là của em lại Thế không thầy không em tìm cũng chưa được cài mà. được. Điện thoại thì không được cô ạ. Điện thoại sẽ không Tôi thể đang cài chạy được. là để tôi xem để kiểm Mình tra không thể dùng Win. máy tính thì mình xem mà mình sẽ Nhưng mà dùng được như đâu thầy. thầy thưa thầy là của em là em đang học trên điện thoại. Không, mình sẽ cài trực tiếp trên máy tính chứ không phải là theo cô Nhưng mà tả ví phần dụ mềm như này. mà dùng máy tính mà cài từ máy tính sang điện thoại từ điện thoại sang máy tính thì em lại chưa biết cài, em biết dư biết dùng ạ. Và những thầy cô nào đã cài được thầy cô về comment đi ạ. Là em đã cài được phần mềm. À vâng, vậy thì em sẽ bật máy tính sau đó là Cái cài IminMap ấy thì lúc đầu nó chạy thì chạy hết cái phần phần cài như theo video của thầy Thành hướng dẫn đấy, nhưng mà đến cái lúc cài mà có hai cái cài thì folder kia thì cái cài nó IminMap ấy vào thì lúc đầu nó chạy thì chạy hết cái phần phần cài như theo video của thầy đúng Thành rồi, hướng cái dẫn đấy, nhưng mà đến cái lúc đó mà sẽ không có có phần hai mà mình sẽ cài từ cái folder kia từ copy mà, để còn cho thầy nó là Win vào 10 đúng không cái ạ? program data, Em Win nhưng mà 7 ạ. không không thấy cái tìm cái ổ ấy ở đâu. Vâng. Đang 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 xem DXDAG là nó là số Không mấy. không không cần phải DXDAG đâu, Win 7 thì cái biểu tượng ở phía dưới Hình như là bên góc Win cùng 10, bên phải cửa em đang sổ đang nó là đang đang xem có cái DXDAG em là nó màu là Win xanh mấy mà. màu màu vàng ấy. Thế còn cái Win 10 thì nó là cái màu trắng hết. Bốn cái nhân màu trắng á. Đúng rồi, thế đây là màu in 10, màu trắng. Vâng, thì đấy là Win 10 thôi. Thế đến đây thầy Thành sẽ chỉ cho cách để làm web program data nhé. Đúng rồi, thế này là màu in 10, màu trắng. Vâng. Đây thì nó chỉ mỗi vướng chỗ đấy thôi đúng không ạ? Vâng ạ. Vướng chỗ đấy là xong đúng không ạ? Còn thầy cô nào chưa cài được nữa không ạ? Thầy cô comment đi ạ. Vâng đúng thế ạ. Thầy cô nào chưa cài được Vâng ạ. phần mềm này ạ? Tôi tìm Nhiều thầy cô chưa cài được nhỉ? Thầy cô chỉ vướng ở cái chỗ là tìm ra cái chỗ rồi mình không tìm đâu, mình sẽ copy dán vào cơ. Lát thầy sẽ chỉ cho cách làm. tìm ổ C để tìm ra program data ấy. Đây, sẽ làm như sau nhé. Bây giờ thầy cô chỉ khó đúng cái chi tiết là tìm được ra cái chỗ program data đúng không? Còn mọi thứ là hết được rồi đúng không? Hết được rồi nhá. Thì đây, thì anh sẽ chia sẻ thầy cô cách làm. Đúng rồi. Ở trên Là máy của thầy ok ạ. Thành thì đã Là cài ok thầy. rồi. Đấy. Đấy, ở trong đó thì thầy cô thấy nè, đây nhá, thầy khi thầy cô mở ra, thầy cô có nhìn rõ màn hình không ạ? Thầy cô có nhìn rõ màn hình không ạ? Thầy cô comment này, à thầy Thành xin phép là để cho tiện thì thầy Thành sẽ tắt cái micro để tiện nhé, thầy cô sẽ có gì sẽ chat ở cột Thầy cột ơi. chat nhé. Vâng. Anh nha. Thầy cô thấy nè.
Sau khi mà cài đặt xong, khi mà cài đặt xong thì thầy cô sẽ mở cái mục crack ra này. Đấy. Thì thầy cô đọc cái phần Redmi này. Đấy, phần hướng dẫn nhé, thì Thành cũng đã làm ở trong cái video ấy. Thì người ta ở làm gì? Người ta ở là bạn hãy đây là đối với cái Windows 10 ạ. Thì bạn sẽ làm gì ạ? Sẽ đi tới cái ổ C Program Data. Đấy, thì cô bôi đen đúng cái phần này lại. Bôi đen nó lại, sau đó thì cô chuột phải. Thì cô ấn nút copy. Được chưa ạ? Copy rồi. Sau đó thầy cô mở một cái My Computer lên. Đấy, My Computer này. Thầy cô nhìn cái ô cửa sổ này không ạ? Cái ô thanh địa chỉ này. Thầy cô xóa này đi. Xong thầy cô paste nó vào. Sau ấn nút Enter. Đấy, thầy cô thấy không ạ? Thầy cô đã thấy chưa ạ? Như vậy là mình đã thấy là Thinh Busan này. Đấy, xong thầy cô dán vào đây là xong. Đây thầy cô trở lại cái phần correct này. Thầy cô copy hai cái phần này. Được chưa? Đấy, thầy cô copy hai cái phần này. Sau đó thì dán nó vào là xong. Đây. Copy. Sau đó dán vào là xong. Được chưa ạ? Thầy cô đã rõ phần này chưa ạ? Đấy, đến chỗ này thầy cô dán vào là xong thôi. Thầy Tuyển đã biết cách tìm chỗ program data chưa? Các thầy cô đã biết cách tìm đến chỗ program data chưa? Thầy cô đã biết cách thì cô comment đi ạ. Cô Dung không dùng máy tính, cô Dung phải dùng máy tính nhá. Dùng máy tính thì mình mới có thể làm được cô Dung ạ. Được chưa ạ? Đến phần này thầy cô thầy Tuyển đâu nhỉ? Thầy Tuyển đã thầy Thành vừa hướng dẫn cách để tìm cái file ổ C program data, thì cô đã biết cách tìm chưa? Đây thầy Thành thao tác lại một lần nữa này. Chúng ta khi mà cài xong, chúng ta muốn crack thì chúng ta sẽ mở cái crack ra. Đây mở cái mục crack ra này. Sau đó mở đọc mở cái phần Redmi này. Được chưa ạ? Thầy cô nhìn thấy chữ ổ C program data chưa? Đi tới ổ C program data này. Thì ở trong Win 10 ấy, thì nó cũng ẩn. Nên là thầy cô phải copy bôi đen này. Thầy cô bôi đen cái phần program data, bôi đen cái phần chữ này nhá. Xong ấn chuột phải copy nó. Sau đó thì thầy cô chọn chuyển ra ngoài. Thầy cô mở cái zip computer này. Trỏ đến thanh địa chỉ. Thầy cô dán paste nó vào. Xong chọn enter. Chọn enter hoặc ấn cái nút này, nút go này. Đấy, thế là nó mở ra được cái chỗ pro của C program data. Được chưa ạ? Thầy cô đã thấy rõ ràng phần này chưa ạ? Thầy cô thấy rõ thì cô comment đi ạ. Được chưa ạ? Thầy cô đã rõ phần này chưa ạ?
Thế cô đã rõ phần cài đặt rồi chưa ạ? Rồi, được rồi, việc cài mới thầy cô sẽ cài sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần học tiếp theo ạ. Còn thầy cô sẽ cài đặt sau. Thầy cô chỉ hiểu cái cách làm là được thôi. Cái phần này nó dễ thôi, không có gì là quá khó đâu ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo bài học ngày hôm nay. Thì cô viết vào đi ạ. Chúng ta sẽ có cái bài học cuộc sống số 6. Thì cô viết vào bài học số 6. Đó là cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc. Cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc. Thì các thầy cô biết đấy ạ. Trong cuộc sống thì rất nhiều người đầy hào hứng, đầy hứng khởi khi bắt đầu, nhưng họ không đủ kiên định để kết thúc. Và mỗi lần làm, mỗi lần bắt đầu thì họ đều rất là hào hứng, nhưng họ lại không đủ để kết thúc. Họ không đủ được cái kiên trì, không đủ kiên định để họ kết thúc. Bởi vì khi làm họ gặp khó khăn thì họ lại từ bỏ. Và dần dần nó tạo cho thành một thói quen. À, thế còn có những người thì đã làm thì làm đến đến cùng thì thôi, làm đến đạt cái mục tiêu, làm đến xong việc của mình thì thôi. Và có một câu nói mà thầy Thành rất là thích, đó là người ta nói là gì ạ? Cách mà bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc. Bao thầy cô đã từng làm một việc gì đó và mình lại bỏ cuộc giữa chừng ạ? Thầy cô comment đi ạ. Bao nhiêu thầy cô đã từng làm một việc gì đó mà ban đầu mình rất là hứng khởi, nhưng sau đó mình lại bỏ cuộc giữa chừng, lại bỏ dở giữa chừng, thì cô hãy comment xuống ạ. Cô Phạm Thị Linh. Thì cô hãy comment đi ạ. Đúng rồi. Chúng ta sẽ có rất nhiều lý do để cho chúng ta có thể bỏ cuộc, để cho ta dừng lại. Đấy. Và chừng nào mà chúng ta vẫn còn có những cái lý do như thế thì chúng ta sẽ vẫn còn tiếp tục thất bại. Nó sẽ có 1.001 lý do. Chúng ta có đủ cái dũng cảm, đủ can đảm để nhìn vào cái sự thực hay không? Chúng ta có đủ can đảm để chúng ta nhìn vào vào thực tế hay không? Bởi vì chúng ta đã từng làm, chúng ta đã từng hào hứng, chúng ta đã từng rất là hứng khởi. Tức là chúng ta thường xuyên bỏ dở những cái điều gì đó. Hôm nay thầy Thành chia sẻ cái câu chuyện này không có nghĩa là chúng ta trách các thầy cô hay là trách một ai đó, mà thầy Thành chỉ muốn nói là cái bản thân thầy Thành cũng đã từng gặp cái việc như thế này. Vậy thì như thầy cô biết ấy, con người là sinh vật của thói quen.
Mình không nói một cái trường hợp cụ thể nào cô Linh nhé, mà nên cô Linh cũng không có phải lo đâu ạ. Chúng ta nói cái việc đơn giản, việc khác thôi ạ. Ở đây có ai đã từng mà đi tập thể dục xong rất là hào hứng để rèn luyện, sau đó thì chỉ tập được có một vài ngày xong lại bỏ cuộc không ạ? Vì trước đây thì Thành cũng đã từng như thế. Mình rất là hào hứng khi mà làm một việc, mình tập thể dục, mình mua giày, đấy, mình được một thời gian, sau đó thì mình lại có cái việc khác trên ngang và mình bỏ cuộc. Mình bảo mình viết một cái tài liệu để dạy học, mình ban đầu mình viết cũng rất là hào hứng, sau đó một một thời gian lại có việc khác trên ngang, mình lại bỏ cuộc. Đó, đấy là cái vấn đề của chúng ta đấy ạ. Thế không cần nói việc lớn, ta chỉ nói việc nhỏ thôi. Và cái việc lớn việc nhỏ thì nó đều là những cái việc giống nhau cả. Thế nên là khi mà chúng ta làm một việc gì đó thì chúng ta hãy hoàn thành nó đi. Đấy. Bởi vì cách mà chúng ta làm một việc nó là chính là cái cách mà chúng ta làm mọi việc. Chúng ta hãy làm đến cùng, hãy là người kết thúc cuộc chơi. Thầy cô hãy viết nó xuống ạ. Hãy làm đến cùng, hãy là người kết thúc cuộc chơi. Bởi vì khi chúng ta làm, chúng ta đã tìm lý do tại sao chúng ta phải làm rồi. Và khi đã tìm được lý do thì chúng ta hãy làm đến cùng, làm cho hoàn thành đi, để là người kết thúc cuộc chơi. Đó là bài học số 6. Bài học số 7. Nếu bạn muốn thành công thì bạn phải thay đổi. Nếu bạn muốn thành công bạn phải thay đổi. Người ta bảo là bạn là vẫn làm theo cách cũ mà đời có kết quả mới thì chỉ có thể là điên. Đấy là ông Albert Einstein. Ông Einstein nói là, nhà khoa học Albert Einstein nói là nếu bạn làm theo cách cũ mà đòi có kết quả mới thì chỉ có thể là điên. Câu này muốn nói là gì ạ? Nếu chúng ta làm mãi một cái việc, cái cách làm thì nó chỉ cho kết quả giống như vậy. Và chúng ta muốn có một kết quả mới thì bắt buộc chúng ta phải tìm cách khác, chúng ta phải tìm cách hướng, cái tiếp cận khác thì chúng ta mới có được kết quả mới, mới có được kết quả khác. Ba thầy cô hiểu điều này ạ? Ba thầy cô đã hiểu điều này thì cô comment là ở đây này, người thành công và người thất bại, thì có biết là cái sự khác nhau giữa người thành công người thất bại là gì không ạ? Người thất bại thì họ thường đổ lỗi khi gặp một cái thất bại gì đó, thì họ sẽ đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho bất kỳ ai đó, trừ một người là chính họ. Họ sẽ bao biện, họ sẽ bao biện là có nhiều những cái khó khăn, có nhiều những sự cạnh tranh, có nhiều những các cái vấn đề, họ bao biện cho cái sự thất bại đó. Và họ sẽ phàn nàn do cơ chế, phàn nàn do rất nhiều thứ. Đó, đó chính là cái người thất bại. Biểu hiện của người thất bại đó là ba cái biểu hiện là đổ lỗi, bao biện và phàn nàn. Thế còn người thành công thì họ sẽ chịu trách nhiệm với chính bản thân họ. Họ sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của họ, họ sẽ chịu trách nhiệm 100%. Họ không đổ lỗi, họ không bao biện, họ không phàn nàn. Nếu làm việc mà nó không đạt được theo cái kết quả thì họ chỉ cho đó là một cái bài học thôi. Sẽ nhận được bài học. Đó. Vậy thì cái lý do mà đổ lỗi này, thầy cô có biết tại sao ạ? Tại sao mà bản thân ngay như chúng ta này, ngay như chính chúng ta cũng hay đổ lỗi? Bao nhiêu thầy cô đã từng đổ lỗi? Thầy cô hãy comment thôi ạ. Bao thầy cô đã từng đổ lỗi ạ? Thầy Thành trước đây
cũng là một người có thể nói là cũng gặp cái vấn đề giống hệt như phía bên cột bên trái này, có thể cột mình bị mình bị thất bại thì mình sẽ đổ lỗi đấy, hoặc mình sẽ bao biện là mình không may mắn, mình không gặp may đấy, nhưng mình chưa bao giờ mình dám nhìn nhận là mình chưa thực sự cố gắng, hoặc mình làm chưa hết khả năng của mình, hoặc mình chưa tìm cách nghĩ để làm những cho nó thông minh hơn. Rồi mình phàn nàn về thời tiết, phàn nàn về cơ chế. Vậy thì cái việc mà đổ lỗi, bao biện, phàn nàn á thì nó lại như thế này này. Thực tế nó thầy cô để ý á là do chúng ta được cài đặt ở trong tiềm thức từ lúc nhỏ. Bao nhiêu thầy cô hiểu cái điều này? Được cài đặt ở trong tiềm thức từ lúc nhỏ, thầy cô có để ý thấy không ạ? Một em bé ở nhà ngay từ nhỏ ấy, mà đi lúc đang tập đi 2 tuổi 3 tuổi, nếu em bé đang đi trên đường đấy, hoặc đi trên sân mà vấp vào hòn đá mà ngã thì phản ứng của ông bà bố mẹ là gì ạ? Thầy cô thử đoán xem ạ. Thầy cô thử đoán xem ạ. Thầy có tình huống nha, là em bé nó đang tập đi ở trên sân, nó có thể vấp vào hòn gạch hoặc là nó vấp vào cái ghế và nó ngã, nó khóc, thì phản ứng của ông bà và bố mẹ mà thầy cô quan sát, thầy cô thấy thường là gì ạ? Nào, thầy Tuyển nói là xít xoa này, rồi đó là một cái phản ứng. Còn gì nữa ạ? Chạy lại đỡ dậy này, rồi đúng rồi. Còn gì nữa ạ? Thầy cô khác ạ? Thầy cô khác thử đoán xem ạ. À đúng rồi, đánh chừa cái gối làm ngã, đúng rồi, đánh chừa cái lõm, cái viên gạch làm ngã, đúng không ạ? Rồi, thầy cô đã nói rất là chính xác rồi đấy ạ. Đó là gì ạ? Bởi vì ạ là đặc biệt là các ông bà và các thầy cô để ý ấy. Bố mẹ thì ít hơn, nhưng mà ông bà mà trông cháu mà thấy cái ghế bị ngã thì ra sao ạ? Đánh chừa cái ghế này này, đánh chừa cái hòn đá này, bà ngoan bé ngoan bé ngoan, bà đỡ nào, đánh chừa cái viên đá này nhá, tức là gì ạ? Vậy thì cái đứa trẻ nó được dạy là cái việc nó đi nó ngã là không phải do nó, mà là do cái hòn đá, nó do cái ghế mà làm nó ngã. Và là dần dần ngay từ lúc đó nó được cài đặt trong tiềm thức, khi mà nó bị thất bại, nó bị ngã thì nó phải tìm một cái gì đó nó đổ lỗi. Đấy, lớn lên theo năm tháng thì đứa trẻ cũng sẽ dần dần được hình thành cái thói quen là đổ lỗi. Khi nó bị thua một cái gì đó thì nó phải tìm một cái lý do gì đó để đổ lỗi. Thầy cô có thấy như vậy không ạ? Ba thầy cô hiểu điều này ạ? Đúng rồi. Rồi thì sao nữa ạ? Nó sẽ bao biện là vì cái việc A, vì cái việc B mà nó không hoàn thành. Đó. Rồi thì phàn nàn là sân trơn, phàn nàn là rất nhiều thứ. Đấy, thầy cô thấy không ạ? Có ngay như là rõ ràng là cái việc mà đứa trẻ nó bị ngã nó phải do nó chứ. Nhưng mà nó được giáo dục, và chúng ta ngày xưa cũng đã từng là một đứa trẻ. Ai đã từng ngày xưa đã từng là đứa trẻ giơ tay ạ? Ai đã từng ngày xưa đã từng là đứa trẻ comment ạ? Đúng rồi. Ai đã từng là đứa trẻ thì cô comment đi ạ. Đúng rồi. Chúng ta trước đây ai cũng đã từng là đứa trẻ. Và đâu đó chúng ta cũng được dạy như thế. Chúng ta cũng được dạy nếu chúng ta ngã, chúng ta bị đau thì làm gì ạ? Đánh chừa cái chỗ ngã đi. Đúng không ạ? Và dần chúng ta hình thành một thói quen như vậy, và do đó chúng ta có những cái tiềm thức là đổ lỗi, là bao biện, là phàn nàn, và kết quả thì đó chính là
đó là chính là như ngày hôm nay, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải cài đặt lại cho mình, cài đặt lại cho mình cái tư duy mới. Đó là gì ạ? Tư duy của người thành công. Đó là chúng ta chịu trách nhiệm 100%. Chúng ta chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Thầy cô hãy viết xuống đi ạ. Tôi là người chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Tôi là người chịu trách nhiệm 100%. Thầy cô, chỉ có khi chúng ta dám chịu trách nhiệm với chính bản thân mình, chúng ta chịu trách nhiệm với tất cả những cái việc làm, những cái quyết định của mình, thì chúng ta mới thành công được. Đúng rồi. Chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả những cái việc mà chúng ta làm. Chúng ta không đổ lỗi. Không đổ lỗi cho số phận, không đổ lỗi cho ông trời. Thì khi đó chúng ta sẽ thành công. Hoặc ít nhất trong tư duy của chúng ta thì chúng ta không bao giờ sợ thất bại. Bởi vì chúng ta người ta định nghĩa thành công là gì ạ? Người ta định nghĩa thành công là gì ạ? Người ta định nghĩa thất bại là gì ạ? Nào thầy cô hãy viết xuống đi ạ. Vậy theo thầy cô thì người ta định nghĩa thất bại là gì ạ? Rồi, thất bại là mẹ của thành công, là không chịu trách nhiệm về bản thân mình. À, có rất nhiều cái cách để mà định nghĩa, đúng không ạ? Nhưng có một cách định nghĩa mà thầy Thành rất là ấn tượng, đó là của cái anh chàng tên là Adam Khu, cái người viết cái quyển sách Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế. Ở đây có thầy cô nào đã từng đọc quyển sách Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế? Đã có thầy cô nào đọc quyển sách Tôi Tài Giỏi ạ? Đã thầy cô nào đọc quyển sách Tôi Tài Giỏi ạ? Đúng rồi. Thì ở đây cái anh Adam Khu ấy, anh định nghĩa là gì ạ? Thất bại là khi chúng ta từ bỏ. Thất bại là khi chúng ta bỏ cuộc. Khi đó là thất bại. Còn chừng nào chúng ta vẫn tiếp tục thì chừng đó chúng ta vẫn thành công. Thầy cô có hiểu điều này không ạ? Thầy cô hãy viết xuống đi ạ. Thất bại là khi chúng ta bỏ cuộc. Còn chừng nào chúng ta chưa bỏ cuộc thì chúng ta vẫn còn còn có cơ hội thành công. Chừng nào chúng ta vẫn đấy, chúng ta chưa bỏ cuộc thì chúng ta vẫn có cơ hội thành công, đúng không ạ? Chỉ trừ khi chúng ta bỏ cuộc thì khi đó mới gọi là thất bại. Cái câu chuyện của nhà văn học Thomas Edison, nhà văn học Edison, ông đó đã từng làm để phát minh người phát minh ra. Thầy cô còn nhớ Edison là người phát minh ra cái gì không ạ? Thầy cô comment đi ạ. Thomas Edison ạ. À, nhà phát minh Thomas Edison là người phát minh ra gì ạ? Xe điện, không phải xe điện đâu cô Phạm Thị Linh ạ. Mà cái đúng rồi, phải là đèn điện nhá. Người phát minh ra bóng đèn điện. Người phát minh ra bóng đèn điện. Đó là ông Thomas Edison. Và ông đã trải qua 10.000 thí nghiệm. 10.000 thí nghiệm để thành công. Thế thì khi mà ông đã thành công, ông khi nhận được cái giải giải thưởng á, thì phóng viên nhà báo có đến gặp ông và hỏi là họ rất là đánh giá cao cái khả năng
khả năng bền bỉ của Thomas Edison. Theo hỏi ông là thế này. Thế xin ông cho biết là ông đã làm 10.000 cái thí nghiệm mới thành công. Vậy thì ông cái lý do gì mà 9.999 lần thất bại ông vẫn tiếp tục đứng lên? Thì ông nói thế nào? Ông nói ô không, anh vừa nói cái gì nhỉ? Anh nói và thất bại. Thì ông nói tôi chẳng có lần nào thất bại cả. Trong 9.999 cái lần đó thì tôi nhận được các cái bài học. Đó là gì ạ? Đó là tôi học được một cái điều là nếu làm theo 9.999 cái đó thì nó không ra được cái kết quả mà tôi mong đợi. Cho nên là đó cũng là những thành công của ông đấy. Bao thầy cô hiểu điều này ạ? Bao thầy cô hiểu cái điều này thì cô comment là em hiểu đi ạ. Đấy, một người mà đã làm đến 10.000 cái thí nghiệm nó mới ra được cái kết quả. Khi được hỏi và 9.999 thất bại thì ông ấy lập tức nói là tôi không có lần nào thất bại cả. Và đơn giản là tôi phát hiện ra là nếu làm theo 9.999 cách đó thì nó sẽ không ra được cái kết quả, không ra được cái mục tiêu mà tôi muốn đạt tới. Chứ nó vẫn đấy, nó vẫn làm những cái bài học rất là tuyệt vời đúng không thầy cô? Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển đến bài học số 8. Đây là bài học về con bọ chét. Thầy cô nào đã biết bài học về con bọ chét ạ? Những thầy cô nào đã biết bài học về con bọ chét thì cô comment là tôi đã biết bài học về con bọ chét ạ. Còn thầy cô nào chưa biết bài học về con bọ chét thì cô comment là tôi chưa biết bài học về con bọ chét ạ. Rồi. Bài học về con bọ chét. À, bọ chét nó rất khỏe. Cơ thể của nó chỉ bằng đầu tăm nhưng nó có thể nhảy cao đến 20 cm, tức là gấp khoảng 200 lần chiều cao của nó, tức là thầy cô thấy là nó nhảy rất là cao. Nó nhảy gấp khoảng 200 lần chiều cao của nó. Thì một ngày người ta bắt con bọ chét và nhốt nó vào một cái lọ có nắp đậy. Ở trong lọ nó nhảy lên rất là mạnh để thoát ra, nhưng lần nào cũng bị cái nắp của lọ ngăn lại. Hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác. Rồi nó chùn bước, nó chỉ nhảy lưng lửng chứ không dùng hết sức nữa. Và cuối cùng nó quyết định bỏ quanh trong cái lọ. Một ngày người ta mở nắp lọ ra, thật ngạc nhiên, bọ chét không nhảy ra, nó cứ bò quanh quẩn dưới đáy lọ và không bao giờ có ý định nhảy ra ngoài nữa. Bài học số 9 là bài học về con voi. Thầy cô có nhìn thấy hình ảnh con voi này không ạ? À, đây chính là cái con voi mà thầy Thành vừa mới chụp ở trong vườn Thủ Lệ, công viên Thủ Lệ buổi chiều ngày hôm nay. Buổi chiều ngày nay thầy Thành có đưa các cháu, các con của thầy Thành đến đây chơi cùng với gia đình đến đây tham quan, và thầy Thành chụp lại được cái hình ảnh con voi. Thầy cô có nhìn thấy con voi không ạ? Thầy cô có nhìn thấy con voi này rất là to và nó được buộc bởi một cái sợi dây sắt rất là nhỏ này không ạ? Bị dây xích đúng không ạ? Bài học về con voi. Thế sau khi thưởng thức tiết mục xiếc vô cùng đặc sắc, một thanh niên đi vòng ra sau rạp để ngắm tận mắt những con thú dễ thương. Bất ngờ anh nhìn thấy con voi to khỏe bị buộc chặt vào một cọc gỗ. Rõ ràng là con voi đủ khỏe để nhổ bật cái cọc và trốn thoát bất kỳ lúc nào một cách dễ dàng. Anh bèn hỏi người dạy thú, sao ông buộc con voi to khỏe với một chiếc cọc nhỏ thế kia? Không sợ nó lồng lên và chạy mất sao? Nó sẽ không chạy đâu, người dạy thú đáp. Ông có chắc chắn không? Tại sao có thể như thế được?
Người thanh niên tiếp tục thắc mắc. Lúc này thì chỉ người dạy thú mới giải thích. Cách đây nhiều năm, lúc mới vào rạp xiếc, nó chỉ là một chú voi con. Lúc ấy, nó bị buộc bằng một sợi xích rất lớn và một cọc sắt để giữ cho nó không thể bật ra được. Sau một thời gian cố gắng chạy thoát nhưng không được, nó bỏ cuộc. Dấu ấn lúc bé cùng tư tưởng mình không thể đã làm yếu đi sức mạnh tinh thần, và chính cái tư tưởng cố hữu mới là thứ xiềng xích chứ không phải cái cọc bé nhỏ kia. Bài học ở đây chúng ta rút ra được điều gì ạ? Qua hai cái bài học về con voi và con bọ chét thì thầy cô rút ra điều gì ạ? Con người chúng ta cũng vậy, đúng không ạ? Cũng có những cái rào cản như con voi, cũng có rào cản như con bọ chét. Và nếu ai đó quanh ta không làm được việc gì đó, họ sẽ nói với chúng ta không làm được đâu. Và mặc nhiên là chúng ta không làm được thật. Đúng rồi, thầy cô Thủy Linh nói rất đúng. Chúng ta sẽ mất niềm tin, chúng ta sẽ từ bỏ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chấp nhận, chúng ta sẽ nói là không làm được. Và với cái con voi cũng vậy, hay là cái cọc vô hình, cái nắp vô hình, nó cũng chỉ là những cái thứ mà nó làm xiềng xích, nó kìm kẹp chúng ta thôi. Chứ thực tế với một cái sức mạnh đó thì con voi hoàn toàn có thể nhổ bung cái cọc đấy bất kỳ lúc nào, đúng không ạ? Thầy Tuyển nói đúng rồi, chấp nhận hiệu ứng đám đông. Qua đây chúng ta rút được bài học là gì ạ? Ta muốn có những thứ chưa từng có thì chúng ta hãy làm những việc chưa từng làm. Thầy cô hãy viết nó xuống ạ. Và cái điều này nó rất là quan trọng với thầy cô, quan trọng với chúng ta. Chúng ta muốn có những thứ chưa từng có thì hãy làm những việc chưa từng làm. Đó chính là chìa khóa để giúp cho chúng ta có được cái thành công. Bao nhiêu thầy cô thấy là cái bài học về con voi và bài học về con bọ chét rất là đáng để suy ngẫm ạ. Đúng rồi ạ. Vậy qua cái nội dung phần này, thầy cô rút được ra cho mình những cái bài học gì cho cá nhân mình ạ? Thầy cô hãy comment cái nội dung bài học vào trong nhóm của chúng ta. Mỗi người sẽ có những cái bài học riêng, đúng không ạ? Mỗi người sẽ có cái bài học khác nhau. Thầy cô hãy comment, thầy cô viết cái bài học vào trong cái nhóm group Zalo để chúng ta lưu lại. Thầy cô viết bài học vào nhóm Zalo nhé, để chúng ta lưu lại những cái điều này. Bởi vì ghi ở trong ô chat là nó sẽ bị trôi mất. Thôi thầy cô không comment ở ô chat nữa, bởi khi ô chat chúng ta dừng lại thì chúng ta sẽ mất mất ạ. Thầy cô hãy viết vào, thầy cô viết là rõ là bài học tôi nhận được. Thầy cô viết rõ ra bài học mà tôi nhận được là, thầy cô hãy viết cái bài học đó ra. Cái này nó rất quan trọng bởi vì nó sẽ giúp cho thầy cô có một cái sức mạnh rất tuyệt vời. Ngày hôm nay ngày 12 tháng 12, nó sẽ giúp cho thầy cô nhớ được cái bài học đó, để giúp cho thầy cô sau này mỗi khi thầy cô làm cái điều gì đó, thầy cô gặp khó khăn, thầy cô do dự, thầy cô muốn bỏ cuộc thì thầy cô lại nhớ đến cái bài học này. Thầy cô hãy comment xuống đi ạ, thầy cô viết xuống đi ạ. Thầy cô viết vào cái nhóm Zalo của mình ấy nhé. Đấy, thầy Thành để cái nhóm lại, gửi lại cái đường link của nhóm Zalo ấy. Thầy cô hãy viết xuống đi ạ. Đúng rồi, cô Thúy Mùi, bài học tôi nhận được là luôn kiên trì và học hỏi. Còn thầy Tuyển nói là bài học mà tôi nhận được là không bao giờ được bỏ cuộc, dù việc đó là việc nào, đúng không ạ? Còn cô Bích Lan nói là bài học tôi nhận được là phải có niềm tin và có sự cố gắng. Đúng rồi. Thầy cô, tất cả những cái điều mà thầy cô viết xuống á, nó rất tuyệt vời đấy thầy cô ạ. Nó sẽ ghi lại
cái thầy cô cái cảm xúc của ngày hôm nay. À, thầy cô khi mà thầy cô học ở trong cái dự án này thì thầy Thành khuyến khích cho thầy cô cần tham gia, cần phải viết nó xuống thì nó mới đạt được cái hiệu quả, nó mới viết nó mới mới được hiệu quả cao. Còn nếu mà thầy cô mà chỉ ngồi nghe thì nó chỉ được một phần rất là ít, bởi vì chúng ta khi mà nghe là có xu hướng là sẽ quên rất là nhanh. Thầy cô cần phải viết nó xuống ạ. Cô Nguyễn Thị Quý học, bài học tôi nhận được là không bao giờ bỏ cuộc, luôn phải làm những việc mình chưa từng làm và mình cho là đúng đắn. Được rồi ạ. Cảm ơn các thầy cô ạ. À, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang nội dung về bài hôm nay. Bài học mà tôi nhận được là phải làm, phải trách nhiệm thì mới biết khả năng tiềm ẩn của mình. Thầy cô có cần thêm thời gian để viết nốt cái bài học của mình không ạ? Rồi, thầy tuyển không cần phải tiếc đâu ạ. Thầy Thành cũng đã gửi cái video ở trên cái nhóm rồi nhá. Thầy tuyển chỉ việc vào đó học lại là xong. Chúng ta đừng tiếc những thứ mà nó đã xảy ra, nó đã trôi qua rồi. Chúng ta hãy sống với hiện tại, chúng ta hãy làm tốt những cái thứ của hiện tại ngày hôm nay này. Thì chúng ta sẽ đạt được kết quả của ngày mai. Còn những cái thứ nó đã trôi qua rồi thì chúng ta hãy để cho nó trôi qua đi. Đó. Được rồi ạ. À, hôm nay thì thầy Thành sẽ hướng dẫn cho các thầy cô đó là về cái phân số và so sánh phân số nâng cao. Thì các thầy cô ạ, nào bây giờ thầy cô hãy cho thầy Thành biết, vậy thì thầy cô đã được học về phân số. Rồi cô đứng dậy về phân số đúng không ạ? Thầy cô hãy cho thầy Thành biết vậy phân số là gì ạ? Nào thầy cô hãy comment xuống ạ. Phân số là gì ạ? Thầy cô hãy comment vào ô chat được ạ. Nào phân số là gì ạ? Chúng ta thường nói nhiều về phân số đúng không ạ? Phân số là thương đúng của phép chia hai số tự nhiên. Rồi. A phần B, B khác không. Số phần được chia và số phần được lấy. Được rồi ạ. Rồi. Như vậy là thầy cô đã có câu nói về cơ bản là đã đúng rồi ạ. Phân số thì nói một cách đơn giản, nó là thương của phép chia hai số tự nhiên. Rất quan trọng nhé, nó phải là phân số, nó là thương của hai số tự nhiên. Đó.
A chia cho B, B khác không, đúng không ạ? Đúng rồi nha. Thế còn nói theo ngôn ngữ của toán học thì người ta nói là gì ạ? Phân số nó là một loại số dùng để biểu diễn những phần bằng nhau được chia ra của đơn vị. Đấy, nó được viết là A phần B. Đấy, trong đó thì B nó thể hiện là cái số phần bằng nhau được chia ra, cái mẫu số, nó gọi là mẫu số. Còn A thì nó thể hiện cái số phần được lấy đi hoặc số phần mà chúng ta có. Đấy. Và nó gọi là tử số. Và một điều rất quan trọng là cái mẫu số là phải khác không, thưa cô nhá. Vậy thì trong nội dung về kiến thức phân số ấy, thì chúng ta cần dạy cho học sinh nắm vững những cái kiến thức nào. Thì ở đây thầy Thành đã xây dựng cái sơ đồ tư duy để cho các thầy cô có thể hướng dẫn cho học sinh của mình. Với phần nội dung phân số thì thầy cô cần cho học sinh nắm rõ được khái niệm của phân số là như thế nào. Cái mối liên hệ giữa phân số và phép chia số tự nhiên. Đó. Cái nội dung thứ ba đó chính là chúng ta cần phải nắm được cái tính chất cơ bản của phân số, nắm được tính chất cơ bản của phân số. Và thứ tư là ta có rút gọn phân số. Đó, rút gọn phân số. Thứ năm đó là quy đồng mẫu số các phân số. Và thứ sáu là nội dung là so sánh phân số bằng nhau, đúng không ạ? Thứ bảy đó chính là các phép tính với phân số. Thầy cô viết vào đi ạ. Thầy cô viết có kịp không ạ? Thầy cô có viết kịp không ạ? Đấy, khi mà học sinh lớp 4 á, học đến phần phân số á, là nhiều các con là nó bị rất là bị rối bởi vì nó nhiều phần quá. Thì một trong những cái cách thức, một cái cách mà dạy cho học sinh hiệu quả đó là thầy cô sẽ dạy theo cái sơ đồ tư duy. Thầy cô cho học sinh thầy cô vẽ ra hoặc cho học sinh tóm lược lại được các cái nội dung mà học sinh sẽ cần phải nhớ. Thế từ đó thì nó sẽ có các mối, nó kiểu giống như một cái tấm bản đồ ấy. Học sinh sẽ thấy được cái tổng quan và từ đó thì việc học nó sẽ trở nên dễ hơn rất là nhiều. Còn nếu không ấy, như thầy có biết là học sinh nó chỉ tập trung vào một cái phần cụ thể. Nên là học bài trước, có khi là những bài sau nữa lâu không học lại thì nó lại quên, đúng không ạ? Vậy thì cái sơ đồ tư duy nó có một cái lợi thế là như vậy. Thầy Thành muốn hướng dẫn cho thầy cô đó là gì ạ? Là các cái cách so sánh hai phân số nâng cao. Thì ở trong phần này thì chúng ta sẽ có 6 cách so sánh hai phân số nâng cao. Thứ nhất, học sinh nào cũng phải nắm được, thầy cô có thể viết vào đi ạ. Số 1 đó là quy đồng mẫu số các phân số, quy đồng mẫu số hai phân số. Thứ hai đó là quy đồng tử số. Thứ ba là so sánh với một. Thứ tư là so sánh phần bù. Thứ năm là so sánh phần hơn. Và số 6 là so sánh với phân số trung gian. Đó, đấy chính là 6 cái cách so sánh phân số nâng cao.
Chưa kịp chép ạ. Không sao thầy cô nhá, bây giờ thầy Thành sẽ đi vào phần chi tiết cho thầy cô. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ học về so sánh phân số nâng cao. Thì trong phần này, mục tiêu là nhắc lại cách so sánh hai phân số cùng mẫu số. Học sinh sẽ nắm được 6 cách so sánh hai phân số khác mẫu số nâng cao. Làm được một số bài tập và có liên quan. Đó. Phần nội dung thì thầy Thành nhắc lại có 6 cái cách so sánh phân số. Thứ nhất là quy đồng mẫu số hai phân số. Thứ hai là quy đồng tử số hai phân số. Thứ ba là so sánh với một. Thứ tư là so sánh phần bù với một. Thứ năm là so sánh phần hơn với một. Và thứ sáu là so sánh qua phân số trung gian. Đây là 6 cách so sánh phân số rất là độc đáo. Và thầy cô mới hướng dẫn được cho học sinh của mình 6 cái cách so sánh này thì hầu như tất cả các cái bài về so sánh phân số học sinh sẽ làm một cách dễ dàng. Thầy Thành đã vận dụng cái nội dung này cho các em học sinh của mình thì các em học sinh rất là tự tin, và đặc biệt những cái câu, những cái bài mà liên quan đến so sánh phân số thì hầu như đều được điểm tối đa trọn vẹn. Vậy chúng ta sẽ đi vào từng nội dung một. Nội dung thứ nhất đó là cách một, gọi là quy đồng mẫu số các phân số. Thì trong phần này thì các thầy cô sẽ hướng dẫn cho học sinh của mình hiểu được quy đồng mẫu số là như thế nào. Đấy, quy đồng mẫu số tức là ta làm cho mẫu số của hai phân số đó. Đấy, nó giống nhau, nó bằng nhau. Hay nói khác là ta biến đổi hai phân số ban đầu khác mẫu số thành hai phân số mới. Đấy, và có cùng mẫu số, và mẫu số bằng nhau, đúng không ạ? Thì có một quy tắc là hai phân số mà có cùng mẫu số thì phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Còn phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. Phần này nó là phần cơ bản trong sách giáo khoa thì thầy cô đã dạy nhiều rồi, đúng không ạ? Thế thầy Thành ví dụ là so sánh hai phân số 2 phần 3 và 3 phần 4. Thì nhiệm vụ của học sinh, đúng không ạ, là phải so sánh hai phân số này. Đấy, thầy cô hãy cho học sinh phân tích đi. Đấy, hai phân số này nó khác mẫu số. Vậy thì làm thế nào để so sánh được? À, chúng ta phải đưa về cùng mẫu số, đúng không ạ? Cách giải là ta có là 2 phần 3 thì bằng 2 phần 3 thì bằng 2 nhân 4 phần 3 nhân 4 và bằng 8 phần 12. 3 phần 4 thì bằng 3 nhân 3 phần 4 nhân 3 và bằng 9 phần 12. Vậy ta so sánh hai phân số vừa mới quy đồng này, 8 phần 12 và 9 phần 12 là cùng mẫu số, đúng không ạ? Vậy ta có, vì là 8 phần 12 nó nhỏ hơn 9 phần 12 nên 2 phần 3 nhỏ hơn 3 phần 4. Phần này dễ rồi, đúng không ạ? Phần này thì thầy cô đã dạy nhiều cho học sinh rồi. Thì Thành chỉ nói nhanh như vậy thôi. Đấy, các bước làm thì cô có thể viết ra. Bước 1 chúng ta làm gì ạ? Ta sẽ quy đồng mẫu số hai phân số. Và bước 2 ta sẽ so sánh hai phân số vừa quy đồng. Bước thứ ba là ta sẽ kết luận. Đó, thầy cô có thể viết nó vào.
Cách 2 là quy đồng tử số các phân số. Thì thầy cô thấy là ta có cái quy tắc như sau này. Trong hai phân số có cùng tử số thì phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. Còn phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn. Đó, thầy cô nốt lại cái quy tắc đó. Phần này thì ở trong sách giáo khoa là người ta cũng viết cái quy tắc này là so sánh hai phân số có cùng tử số. Vậy thì ví dụ 2 này, so sánh hai phân số 2/3 và 3/4. Thì ở đây ngoài cái cách so sánh hai phân số bằng cách là quy đồng mẫu số hai phân số thì chúng ta có thể quy đồng hai phân số có cùng tử số, đúng không ạ? Thì cách giải ta có này, 2/3 thì ta lấy phân số tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với tử số của phân số thứ hai là bằng 2 × 3/3 × 3 và bằng 6/9. Tương tự ta có 3/4 thì ta lại lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với tử số của phân số thứ nhất thì bằng 3 × 2/4 × 2 và bằng 6/8. Vì 6/9 và 6/8 thì ta có 6/9 và 6/8 có cùng tử số 9 lớn hơn, đúng không? 9 lớn hơn 8 cho nên là phân số 6/9 nhỏ hơn phân số 6/8. Vì 6/9 nhỏ hơn 6/8 nên 2/3 sẽ nhỏ hơn 3/4. Đây chính là cái cách so sánh số 2, đó là quy đồng tử số các phân số. Được chưa ạ? Thầy cô chưa kịp chép à? Rồi được rồi nha. Thầy Thành chậm lại cho thầy cô ạ. Đến đây thầy cô đã viết kịp chưa ạ? Đến đây thầy cô đã viết kịp chưa ạ? Thầy cô theo dõi kịp chưa ạ? Được rồi nha. Chúng ta sẽ chuyển sang cách số 3. Cách số 3 là so sánh hai phân số với một. Vậy thì khi nào chúng ta so sánh hai phân số với một, thầy cô hãy đặt câu hỏi đi ạ. Khi nào thì chúng ta so sánh hai phân số với một ạ? Khi nào thì chúng ta so sánh hai phân số với một ạ? Khi nào ạ? À khi, đúng rồi. Khi chúng ta quan sát thấy một phân số lớn hơn một còn một phân số bé hơn một. Cô Nguyễn Thị Quý Học nói đúng rồi đấy ạ. Đúng rồi nha. Chúng ta sử dụng cái quy tắc, cái tính chất bắc cầu, đó là gì ạ? Có A lớn hơn B, B lớn hơn C thì A lớn hơn C. Cái phần này ta hiểu thôi, ta không cần nói với học sinh cái phần này nha. Thì ví dụ so sánh hai phân số 4/3 và 7/8 thì ở đây các thầy cô thấy nè, học sinh thì thông thường là các bạn hay cứ thấy là khác mẫu số là đi quy đồng mẫu số, đúng không ạ? Nhưng có những bài chúng ta không cần phải dùng đến quy đồng mẫu số mà chúng ta chỉ cần sử dụng cách so sánh phân số với một, đúng không ạ? Có nghĩa là gì ạ? Đây ta nhận xét thấy gì, 4/3 thì nó lớn hơn một và một nó lại lớn hơn phân số 7/8.
Thế cô đã biết vì sao 4 phần 3 lớn hơn 1 và 1 là lớn hơn 7 phần 8 rồi đúng không ạ? Nên là ta sẽ sử dụng cái cách so sánh với 1. Thì ta có cách giải này. Ta có 4 phần 3 thì lớn hơn 1. 1 thì lớn hơn 7 phần 8. Cho nên là ta có 4 phần 3 sẽ lớn hơn 7 phần 8. Được chưa? Thầy cô đã đến đây đã kịp chưa? Đấy, thầy cô có viết kịp không ạ? Thầy cô viết kịp thì cô comment số 1 đi ạ. Được rồi ạ. Các bước làm của cách 3. Thì bước 1 ta sẽ so sánh từng phân số với 1. Bước 2 ta kết luận nha. Chúng ta sẽ chuyển sang cách số 4. Đó là so sánh phần bù với 1. So sánh phần bù với 1. Thì đây là nội dung bắt đầu tư duy cao hơn rồi. Đó, nội dung này bắt đầu tư duy cao hơn rồi ạ. Thì có quy tắc như sau ạ. Trong hai phân số có phần bù với 1, phân số nào có phần bù lớn hơn thì bé hơn. Phân số nào có phần bù bé hơn thì lớn hơn. Đó. Thầy cô hãy viết cái quy tắc này vào. Trong hai phân số có phần bù với 1, phân số nào có phần bù lớn hơn thì bé hơn. Còn phân số nào có phần bù bé hơn thì lớn hơn. Được chưa ạ? Ví dụ 4, so sánh hai phân số 2018 phần 2019 và 2019 phần 2020. Đây là ví dụ 4 ạ. Thì chúng ta cùng phân tích cái bài toán này. Bài toán này là yêu cầu chúng ta làm gì ạ? Yêu cầu chúng ta so sánh hai phân số 2018 phần 2019 và 2019 phần 2020. Thì ở trong phần này thì chúng ta thấy là cả hai phân số này nó cùng nhỏ hơn 1. Cho nên ta không thể dùng được cách số 3 là so sánh phần bù với 1 đúng không ạ? À xin lỗi, không thể so sánh dùng cái cách so sánh với 1. Và cũng không nên dùng cách số 2 và cũng không dùng cách số 1 là quy đồng mẫu số, quy đồng tử số. Tất nhiên là khi quy đồng thì nó cũng làm được đúng không ạ? À, thầy cô có nghe rõ thầy Thành nói không ạ? Thầy cô nghe rõ thầy Thành nói, thầy cô hãy viết số 3 đi ạ. Thầy cô nghe rõ thầy Thành nói thì cô comment số 3 đi ạ. Rồi ạ. Như vậy cô Hà mà không ấy được, cô Hà kiểm tra lại xem nhé. Được rồi ạ. Đây, như thầy cô thấy nè. Chúng ta
Khi nào thì chúng ta sử dụng được cách so sánh phần bù với một? Nào thầy cô hãy viết cái comment câu hỏi xuống vào cái ô chat của phần Zalo nhóm đi ạ. Thầy cô sử dụng cái thầy cô viết câu hỏi, đặt câu hỏi ạ. Khi nào chúng ta sử dụng cách so sánh phần bù với một ạ? Hai phân số cùng bé hơn một, hai phân số nhỏ hơn một mà không so sánh được bằng ba cách trên. Thầy có comment vào ô chat của nhóm Zalo ạ. Khi nào chúng ta sử dụng cái cách so sánh phần bù với một ạ? Tử số kém hơn mẫu số một đơn vị. Hai phân số đều bé hơn một, được rồi ạ. Khi hai phân số đều nhỏ hơn một. Được rồi ạ. Hai phân số bé hơn một, hiệu mẫu số và tử số là một số không đổi. Rồi, cảm ơn các thầy cô ạ. Thầy cô nói cũng đã gần đúng đúng được một phần rồi ạ. Và cô Kim Hoa nói đúng rồi ạ. Chúng ta so sánh hai phân số bằng cái cách so sánh phần bù với một khi thì đủ hai cái yếu tố sau. Một là cả hai phân số đều bé hơn một. Thứ hai là hiệu giữa mẫu số và tử số của hai phân số bằng nhau. Thì ta sử dụng cách so sánh phần bù với một. Đấy nhá thầy cô nhá. Thầy cô đã rõ chưa ạ? Khi hiệu giữa tử số và mẫu số của hai phân số bằng nhau, nó có thể bằng một, nó có thể cùng bằng một, cũng có thể cùng bằng hai, có thể cùng bằng ba, cái đó không quan trọng thầy cô nhé, mà nó phải là cùng bằng nhau cơ. Được chưa ạ? Rồi. Trở lại bài này chúng ta thấy nè. Ở đây cả hai phân số đều nhỏ hơn một và hiệu giữa mẫu số và tử số của hai phân số đều bằng nhau, tức là nó đều có là bằng một. Thì ta sẽ làm như sau ạ. Ta có này. 1 trừ 2018 phần 2019 thì bằng 1 phần 2019. 1 trừ 1 phần 2019 phần 2020 thì bằng 1 trừ 1 phần 2020. 1 phần 2019 này được gọi là phần bù với 1 của phân số 2018 phần 2019. Và tương tự như thế 1 phần 2020 cũng được gọi là phần bù với 1 của phân số 2019 phần 2020. Và ta thấy là gì ạ? Vì 1 phần 2019 nó lớn hơn 1 phần 2020 nên 2018 phần 2019 nó sẽ nhỏ hơn
2019 phần 2020. Đó. Đến đây thầy cô đã rõ chưa ạ? Đến đây thầy cô đã rõ chưa ạ? Thầy cô rõ, thầy cô comment là đã rõ đấy ạ. À, có một cái cách giải thích thêm ở trong phần này để cho thầy cô phòng khi mà học sinh nó chưa được hiểu rõ thì thầy cô sẽ giải thích như sau ạ. Chúng ta thấy nè, ở đây trong một phép trừ mà có số bị trừ bằng nhau, được chưa ạ? Hiệu của cái phép trừ nào lớn hơn thì số trừ của nó nhỏ hơn, được chưa các thầy cô? Đấy, đấy là một cách để thầy cô tham khảo thêm nhé. Đấy, trong trong cái phép trừ, hai phép trừ mà có cùng số bị trừ ấy thì phép trừ nào mà có hiệu lớn hơn thì suy ra là số trừ nó sẽ bé hơn, được chưa thầy cô? Được chưa ạ? Chỗ này thầy cô đã thấy ổn chưa ạ? Thầy cô thấy kiến thức này có dùng được không ạ? Được rồi ạ. Được rồi ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cách số 5. Đó là so sánh phần hơn với 1. Ta so sánh phần hơn với 1. Thì cũng giống như lúc nãy đúng không ạ? Chúng ta có quy tắc như sau ạ. Đó là trong hai phân số có phần hơn với 1 thì phân số nào có phần hơn lớn hơn thì lớn hơn. Phân số nào có phần hơn bé hơn thì bé hơn. Đó. Đấy chính là cái quy tắc so sánh phần hơn với 1. Chúng ta lại đặt câu hỏi là vậy thì khi nào thì chúng ta sử dụng cái cách so sánh phần hơn với 1 ạ? Thầy cô hãy comment xuống đi ạ. Khi nào chúng ta sử dụng cái cách so sánh phần hơn với 1 ạ? Tử số lớn hơn mẫu số và hiệu giữa tử số và mẫu số là một số không đổi. Đúng rồi, các thầy cô đã nói đúng rồi đấy ạ. Khi mà chúng ta sử dụng cách so sánh phần hơn với 1 đó là gì ạ? Thấy hiệu giữa đó là cái phân số đó nó lớn hơn 1 và hiệu giữa tử số và mẫu số của cả hai phân số thì bằng nhau, đúng không ạ? Được rồi, chúng ta sẽ so sánh phần sau. Ta có so sánh phân số 2019 phần 2018 và 2020 phần 2019. Thì chúng ta nhận xét này, cả hai phân số này đều có tử số lớn hơn mẫu số và do đó là hai phân số này đều lớn hơn 1. Cho nên ta không thể sử dụng cái cách so sánh phần bù với 1 đúng không nào? Mà chúng ta lại thấy là đây 2019 trừ 2018 bằng 1, 2020 trừ 2019 bằng 1, nghĩa là hiệu giữa tử số và mẫu số của hai phân số này đều bằng nhau, mà cụ thể đây là nó bằng 1. Đấy, sau khi phân tích xong rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái bài làm. Thì ta có này, 2019 phần 2018 trừ 1 thì bằng 1 phần 2018. Thì chúng ta nói này, 1 phần 2018 nó được gọi là phần hơn với 1 của phân số 2019 phần 2018. Chỗ này thì cô đã rõ chưa ạ?
Chỗ này thì cô đã rõ chưa? Thì cô rõ thì cô comment số 5 đi ạ. Đến đây thì cô rõ thì cô comment số 5 đi ạ. Được rồi ạ. Tiếp theo chúng ta có 2020 phần 2019 trừ 1 thì bằng 1 phần 2019. Và bây giờ chúng ta sẽ so sánh cái phần hơn này. Thì ta thấy này, 1 phần 2018 nó lớn hơn 1 phần 2019. Nên 2019 phần 2018 lớn hơn 2020 phần 2019. Được chưa ạ? Thầy cô đã rõ phần này chưa ạ? Thầy cô rõ, thầy cô comment là đã rõ đi ạ. Được rồi ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cách số 6 là cách so sánh qua phân số trung gian. Ở đây là một cách rất là hay, nó vô cùng đặc sắc. Học sinh sẽ rất là thích thú khi được học cái cách số 6 này. Thầy cô hãy viết vào đi ạ. Cho hai phân số A phần B và C phần D. Ta có là nếu A lớn hơn C và B nhỏ hơn D. Thầy cô viết đi ạ. Nếu A mà lớn hơn C còn B sẽ nhỏ hơn D thì ta sẽ chọn phân số trung gian để so sánh. Đó là A phần D hoặc là C phần B. Tức là ta lấy tử số của phân số thứ nhất ghép với mẫu số của phân số thứ hai, hoặc là tử số của phân số thứ hai ghép với mẫu số của phân số thứ nhất là phân số trung gian. Được chưa ạ? Thầy cô đã rõ. Đến đây thầy cô đã ghi kịp không ạ? Thầy cô ghi kịp, thầy cô comment là ghi kịp đi ạ. Được rồi ạ. Ta có này, A phần B sẽ lớn hơn A phần D. Bởi vì đây, tử số là giống nhau đúng không? Mà mẫu số B thì nó nhỏ hơn D, cho nên là A phần B lớn hơn A phần D. Xong lại ta lại so sánh được A phần D với C phần D. Thì ta có cùng mẫu số D đây. A lớn hơn C, vậy A phần D lớn hơn C phần D. Đấy, hoặc thầy cô so sánh với cả C phần B thôi. A phần B lớn hơn C phần B. À, C phần B lớn hơn C phần D. Được chưa ạ? Được chưa ạ? Chúng ta sẽ lấy ví dụ này, so sánh hai phân số 24 phần 29 và 23 phần 31. Nào, thầy cô hãy xem bài này ạ. Ở trong bài này thì thầy cô thấy này, so sánh hai phân số này thì thầy cô cùng phân tích này, nó nhỏ hơn 1 đấy, đều vì là tử số đều bé hơn mẫu số đúng không? Nhưng hiệu giữa mẫu số và tử số của hai phân số này nó lại không bằng nhau. 29 trừ 24 thì bằng 5. Còn 31 trừ đi 23 thì bằng 8, đúng không nào? Do đó là chúng ta sẽ không sử dụng cái cách so sánh phần bù với 1, đúng không? Nhưng mà ta lại để ý thấy này, 24 nó lớn hơn 23. Còn 29 thì nhỏ hơn 31. Cho nên ta sẽ, sau khi phân tích thế rồi, chúng ta đấy,
hai phân số này khác một số, và tử số thì 24 lớn hơn 23, 29 là nhỏ hơn 31. Ta sẽ sử dụng cái phân số trung gian thì có hai cách, ta có thể chọn là 24 phần 31 hoặc 23 phần 29. Thế đây ta chọn phân số là 24 phần 31, ta chỉ cần chọn một một phân số thôi. Thì hướng giải này ta thấy không ạ? Ta có 24 phần 29 lớn hơn 24 phần 31 và 24 phần 31 lớn hơn 23 phần 31. Vậy 24 phần 29 lớn hơn 23 phần 31. Thầy cô thấy cách này nhanh không ạ? Thầy cô thấy cách này nhanh và tiện đúng không ạ? Nào thầy cô thấy cách này rất là nhanh và rất là tiện lợi ạ. Nếu thầy cô mà cứ dạy như thế này thì học sinh nó có thích không thầy cô? Nếu cứ học thầy cô mà dạy như này học sinh nó thích không ạ? À nó sẽ rất là thích thú đúng không ạ? Bởi vì thầy cô sẽ đem đến cho các con một cái cách làm rất là độc đáo và nó vô cùng đơn giản, bởi vì học sinh rất là ngại phải quy đồng, rất ngại phải làm cái việc là nhân chia nhiều. Thì lúc này thầy cô chỉ bằng một cái thao tác rất đơn giản, chỉ có một cái bước giải thôi, đã giải quyết được bài toán. Vậy học sinh nó có thích không thầy cô? Học sinh nó sẽ rất là thích đúng không ạ? Rồi ạ. Đây bài tập ạ. Thầy cô viết bài tập đi ạ. So sánh hai phân số 95 phần 97 và 13 phần 11. Phần B là 2018 2008 phần 2009 và 2009 phần 2010. Phần C là 2022 phần 2021 và 2021 phần 2020. Phần D thầy cô viết vào đây ạ. Đó là 23 phần 27 và 22 phần 29. Đây là đề thi của trường Marie Curie năm 2013. Thầy cô viết phần bài tập này vào. Về nhà thầy cô sẽ làm vào một cái quyển sổ cũng được, thầy cô chụp ảnh nhé. Thầy cô chụp ảnh, thầy cô gửi bài lên trên trên cái nhóm của mình. Thầy cô gửi bài lên trên nhóm nhé. Được chưa ạ? Thầy cô đã rõ yêu cầu của bài tập chưa ạ? Thầy cô đã rõ yêu cầu của bài tập chưa ạ? Thầy cô viết là thầy cô đã rõ yêu cầu bài tập ạ. Thầy cô viết là rõ yêu cầu bài tập ạ. Được rồi nha. Đấy. Và cái việc viết lại này nó sẽ giúp cho thầy cô nhớ. Và nó điều quan trọng ạ là thầy cô có thể dạy cho học sinh của mình. Đấy, giống như là những chuyên gia toán tiểu học. Đấy, nó sẽ rất là tuyệt vời. Thầy cô có thấy phần này thú vị không ạ? Được rồi ạ.
Alo. À, vừa rồi thì Thành đã hướng dẫn thầy cô cái phần đầu tiên của về cái cách so sánh phân số nâng cao. Thầy cô có thấy kiến thức này nó phù hợp với học sinh của mình không ạ? Được rồi ạ. Tiếp theo thầy Thành sẽ hướng dẫn cho thầy cô một cái phần tiếp tục nữa. Chúng ta sẽ chuyển sang phần một cái chuyên đề mà cũng rất là hay, đó là những điều tỷ số, những điều bạn bạn cần biết. Thầy cô viết vào đi ạ. À, thầy cô có thấy là học sinh của mình phần lớp 4 ở đây, những thầy cô nào dạy lớp 4, lớp 5 thì khi mà dạy đến bài toán tổng tỷ, bài toán hiệu tỷ, nhiều học sinh là cũng rất là vướng đúng không ạ? Mặc dù là nhiều khi các em học thuộc cả cách giải nhưng mà vẫn không biết cách giải không ạ? Có thầy cô nào gặp vào tình huống đấy không ạ? Tức là khi học đến bài toán tổng tỷ, hiệu tỷ, học sinh thì rõ ràng là thầy cô hướng dẫn cho học sinh các bước giải rồi, bước 1 vẽ sơ đồ, bước 2 tìm tổng số phần bằng nhau, bước 3 tìm giá trị một phần, bước 4 tìm số lớn, bước 5 tìm số bé, vân vân đúng không ạ? Ba thầy cô đã gặp cái tình huống cái tình trạng như vậy ạ. Thầy cô comment đi ạ. Là học sinh đã, thầy cô viết xuống thì học sinh hiểu, à, học sinh thuộc cái bước giải nhưng mà học sinh không làm được. Đúng rồi. Thế thầy cô có muốn là mình khắc phục cái vấn đề này và từ nay trở đi là nó sẽ không còn cái tình trạng này nữa không ạ? Thầy cô có mong muốn như vậy không ạ? Đúng rồi. Thì có chìa khóa, có thuốc để chúng ta giúp cho học sinh đây ạ. Sở dĩ mà học sinh không làm được bởi vì học sinh không hiểu tỷ số là gì. Nào, hôm nãy thầy cô đã được học về phân số, bây giờ thầy Thành hỏi thầy cô, vậy thì tỷ số là gì ạ? Thầy cô cho thầy Thành biết là tỷ số là gì ạ? Nào thầy cô hãy comment đi ạ. Thầy cô viết xuống đi ạ. Tỷ số là gì ạ? Tỷ số là gì ạ? Phép chia hai số. Tỷ số là phép chia hai số. Vậy như thầy cô thấy là tỷ số là phép chia hai số. Thế phân số nó cũng là phép chia hai số. Vậy thì phân số với tỷ số nó khác gì nhau? Phân số là phép chia hai số tự nhiên, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các thầy cô. Thì ở đây mục tiêu là thầy cô sẽ cho học sinh biết là về tỷ số. Thứ hai là các dạng bài toán có liên quan đến tỷ số. Và tìm được tỷ số của hai số là cái nội dung thứ ba. Thì câu trả lời là tỷ số nó là thương của một phép chia số A cho số B. Trong đó là số B thì khác không? Và tỷ số thì nó khác với phân số ở một cái điều, đó là phân số thì
hai cái số AB nó phải là số tự nhiên, còn tỷ số thì nó không cần. Ví dụ như là 1 phần 2, 1,2 trên 5 thì vẫn được gọi là tỷ số. Được chưa ạ? Hoặc là 0,8 chia 4 thì vẫn được gọi là tỷ số. Được chưa ạ? Thầy cô đã thấy cái phân biệt được giữa tỷ số và phân số chưa ạ? Còn phân số thì phải là thương của hai số tự nhiên, trong đó là số chia là nó phải khác không, được chưa ạ? Thì ở đây chúng ta cần cho học sinh nắm rõ được này, tỷ số của A và B thì được viết là A phần B hay là A chia B, B khác không. Còn tỷ số của B và A thì được viết là B chia A hoặc là B phần A, A thì khác không. Được chưa ạ? Thầy cô theo dõi kịp không ạ? Chúng ta ví dụ là một tổ có 5 bạn nữ và 7 bạn nam. Thì ta nói là gì ạ? Tỷ số của bạn nữ và số bạn nam sẽ là gì ạ? Ta sẽ bằng 5 chia cho 7 hay nó bằng 5 phần 7. Thì ngược lại, nếu ta nói tỷ số của số bạn nam và số bạn nữ sẽ là gì ạ? Ta lại sẽ lấy số nam là 7 chia cho 5 hay là chính bằng 7 phần 5. Được chưa? Chỗ này được chưa thầy cô? Đó, thầy cô phải cho học sinh nắm rõ cái phần này. Đây là phần đầu tiên nhất về tỷ số. Việc có 9 lưu ý quan trọng về tỷ số, thầy cô viết vào ạ. 9 lưu ý quan trọng về tỷ số. Thì cái lưu ý đầu tiên đó là gì ạ? Thì cô viết nó vào. Lưu ý thứ nhất đó là A gấp 3 lần B. A gấp 3 lần B có nghĩa là gì ạ? A gấp 3 lần B thì có nghĩa là nếu A là 3 phần thì B là 1 phần như thế. Đó nha. Đấy là cái lý đầu tiên. A gấp 3 lần B có nghĩa là nếu A là 3 phần thì B là 1 phần như thế. Đây A mà chia làm 3 phần thì B là 1 phần như thế. Rõ chưa ạ? Lý thứ hai đó là A bằng 1 phần 3 của B. A bằng 1 phần 3 của B. Thì này có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là nếu A là 1 phần thì B là 3 phần như thế. Nếu vẽ trên sơ đồ thì chúng ta có là gì ạ? A là 1 phần, còn B sẽ là 3 phần như thế. Đây là hai lưu ý đầu tiên mà thầy cô sẽ cần phải cho học sinh của mình nắm rõ. Tiếp theo, thầy cô viết có kịp không ạ? Rồi, cô Nguyễn Thị Quý học nói đúng rồi đấy ạ. 3 phần bằng nhau nha. Thầy cô viết rõ nó ra.
Tiếp theo ạ. A cấp đôi B. Thì có nghĩa là gì ạ? Nghĩa B là hai phần. Thì B là một phần như thế. Ở đây A ta có gấp đôi B thì A là chia được thành hai phần bằng nhau. Thì B nó là một phần như thế nhá. Được chưa? Thầy cô để ý mà xem, nhiều học sinh của mình khi mà không không giảng cho các con không biết, thậm chí nó gấp đôi là gì các con cũng không hiểu đâu ạ. Tiếp theo, chúng ta có gì ạ? Có phần số 4 là A bằng nửa B. A bằng nửa B có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là nếu A là một phần thì B nó sẽ là hai phần như thế. Đấy là cái phần số 4. A là một phần thì B sẽ là hai phần như thế. Tiếp tục ạ. Chúng ta sẽ đến mục số 5. Ở phần 5 thì bắt đầu tư duy cao hơn. Đó là A cấp rưỡi B. Thầy Thành trong khi dạy học thì có một phụ huynh lớp 5 hỏi là thầy thế cấp rưỡi. Con hỏi là cấp rưỡi là như thế nào? Thầy Thành có hỏi là thế theo bố thì gấp rưỡi là như thế nào? Phụ huynh nói là gấp rưỡi là gấp 1,5. Nhưng mà lúc đó thì học sinh cũng chưa học đến số thập phân, cho nên là học sinh cũng không biết là 1,5 là như thế nào. Vậy thì khi mà gặp cái bài toán mà là A cấp rưỡi B thì chúng ta sẽ hướng dẫn học sinh như thế nào ạ? Có nghĩa là A mà chia làm 3 phần bằng nhau thì B nó sẽ là hai phần như thế. Đấy, thầy cô chỉ đơn giản hướng dẫn cho học sinh của mình hiểu được cấp rưỡi có nghĩa là A mà được chia thành 3 phần bằng nhau thì B nó sẽ là hai phần như thế các thầy cô nhá. Như vậy học sinh mà nắm được rõ cái phần này rồi thì học sinh làm bài toán tổng tỷ hay hiệu tỷ nó có dễ không ạ thầy cô? Khi học sinh hiểu được cái phần này rồi, học sinh vẽ được sơ đồ đó, thì cái bài toán tổng tỷ và hiệu tỷ nó có dễ hơn rất nhiều không ạ? Thầy cô có thấy nó sẽ dễ hơn rất nhiều không ạ? Đúng rồi ạ. Tiếp theo ạ. Vậy chúng ta sẽ lên đến cái lưu ý số 6. Đó là số trâu bằng 2 phần 5 số bò. Thế cái phần này ta sẽ hiểu như thế nào ạ? Ta sẽ hiểu là gì ạ? Nghĩa là số trâu mà là 2 phần thì số bò sẽ là 5 phần như thế. Nha. Số trâu là 2 phần thì số bò sẽ là 5 phần như thế. Vậy ta có số trâu là 2 phần bằng nhau thì số bò nó sẽ có là 5 phần. Được chưa ạ? Thầy cô đến đây có theo dõi kịp không ạ? Thầy cô theo dõi kịp, thầy cô comment, thầy cô theo dõi kịp đi ạ. Được rồi ạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến cái số 7. Phần này nó lại tư duy cao hơn nữa. Đó là gì ạ? 1 phần 3 số trâu thì bằng 1 phần 5 số bò. Học sinh, cái mục này thì nó không có ở trong sách giáo khoa thầy cô ạ. Một số các bài toán nâng cao, một số bài toán bồi dưỡng, người hay viết cái phần này. Học sinh không hiểu nên là không thể làm được. Cho nên là chúng ta cần phải dạy cho học sinh hiểu 1 phần 3 số trâu bằng 1 phần 5 số bò thì sẽ là như thế nào ạ? Thầy cô viết xuống ạ. Có nghĩa là số trâu mà nó có 3 phần. 3 phần bằng nhau ấy. Chỗ này thì thầy cô ta hiểu là 3 phần là 3 phần bằng nhau nhé. Thì số bò sẽ là 5 phần như thế. Đúng rồi. Thế thì học sinh sẽ vẽ được sơ đồ đúng không? Học sinh sẽ vẽ được số trâu
là 3 phần, còn số bo nó sẽ là 5 phần như thế. Đúng rồi. Được rồi ạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần số 8. Số 8 thì lại tư duy cao hơn nữa. Đó là gì ạ? 3 lần số trâu bằng 5 lần số bò. Đến đây học sinh bắt đầu khó hiểu hơn rồi. 3 lần số trâu thì bằng 5 lần số bò. Thì cái phần này chúng ta phải đặt câu hỏi phụ. Thì cô nhớ nhé, phải đặt câu hỏi phụ để cho học sinh nó tư duy được cái phần này. Thì đặt câu hỏi phụ như thế nào ạ? Chúng ta sẽ thấy là thế này. 3 lần số trâu thì bằng 5 lần số bò. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là số trâu á thì nó cần gấp lên mấy lần? Nó chỉ cần gấp lên 3 lần. Thì bằng số bò gấp lên 5 lần. Vậy thì theo các em, số trâu với số bò thì số nào nhiều hơn? Đấy nha. Số trâu với số bò số nào nhiều hơn ạ? Thầy cô hãy comment ạ. Theo thầy cô thì số trâu và số bò số nào nhiều hơn ạ? Số trâu chỉ cần gấp lên 3 lần thì bằng số bò phải gấp lên 5 lần. Vậy theo các thầy cô thì số trâu và số bò thì số nào nhiều hơn ạ? Đúng rồi, số trâu sẽ nhiều hơn số bò, đúng không Hay nói khác là số trâu nó sẽ bằng 5 phần 3 số bò. Ta sẽ đấy, nghĩa là số trâu chỉ cần gấp lên 3 lần thì bằng số bò gấp lên 5 lần, hay là số trâu bằng 5 phần 3 số bò. Và từ đây ta sẽ có cái sơ đồ, đúng không ạ? Được chưa ạ? Đến đây thầy cô nếu mà học học sinh mà đến phần này các em hiểu được như này thì thầy cô có thấy là học sinh nó làm nó sẽ dễ hơn rất nhiều không thầy cô? Đấy. Vậy thì những cái bài toán về tổng tỷ, hiệu tỷ nó có thể là dấu tổng, dấu tỷ số thì nó cũng chỉ nằm ở trong các cái phần như thế này. Có đúng không các thầy cô? Các thầy cô có thấy là nó sẽ dễ hơn rất nhiều cho học sinh của mình đúng không ạ? Nhưng mà vẫn chưa hết đâu ạ. Còn đây là lưu ý số 8, lưu ý số 9 là lưu ý đỉnh cao nhất, lưu ý tư duy cao nhất. Bao nhiêu thầy cô mong muốn được thầy Thành hướng dẫn tiếp cái lưu ý số 9 ạ, thầy cô comment đi ạ. Được rồi ạ. Lưu ý số 9 đó là gì ạ? Phần này đó là số 9 là 1 phần 2 số trâu thì bằng 2 phần 3 số bò. Có thể nói đây là nội dung khó nhất ở trong phần tỷ số này. Thì cách làm chúng ta chỉ cần, đúng rồi cô Hoa nói đúng ạ. Lưu ý với học sinh gặp cái trường hợp như thế này thì cho học sinh quy đồng tử số của hai cái phân số này nha. Ta sẽ quy đồng tử số bằng cách là gì ạ? Ta sẽ có 2 phần 4 số trâu thì bằng 2 phần 3 số bò. Ta quy đồng tử số. Đến đây ta sẽ rút được ra là gì ạ? 2 phần 4 số trâu bằng 2 phần 3 số bò. Thì ta sẽ rút ra được là 1 phần 4 số trâu bằng 1 phần 3 số bò. Nó lại trở về cái lưu ý số mấy các thầy cô? Nó lại trở về cái lưu ý số 7 đúng không nào? Đấy, đến đây trở về là số trâu ta sẽ suy ra số trâu là mấy phần? Số trâu là 4 phần, còn số bò sẽ là 3 phần như thế đúng không ạ? Đấy, số trâu là 4 phần, số bò là 3 phần như thế. Vậy học sinh mà viết được đến đây rồi thì các con làm bài nó có dễ dàng không các thầy cô? Thầy cô thấy không ạ? Như vậy thì tất cả các cái nội dung về tỷ số nó đã được gói gọn trong toàn bộ cái lý quan trọng này rồi. Thì học sinh làm bài nó có dễ hơn không?
nó có dễ dàng có thể có. Rồi. Thầy cô có thấy là nếu chúng ta nắm được thật rõ, ta giúp cho học sinh nắm thật rõ 9 cái lý quan trọng được rồi, thì các cái dạng bài toán của lớp 4 tổng tỷ, hiệu tỷ nó có còn là vấn đề nữa không các thầy cô? Khi đó thì nó sẽ không còn là vấn đề nữa đúng không ạ? Đấy, thầy cô chỉ cần cho học sinh nó lưu ý thêm về dấu tổng như thế nào, dấu hiệu như nào là xong đúng không? Cái quan trọng nhất về tỷ số, những cái cốt lõi nhất thì học sinh đều đã có ở trong phần này rồi. Đó. Alo. Các thầy cô thấy không ạ? Hôm nay thầy Thành tất cả những cái nội dung mà thú vị nhất, tất cả nội dung mà nó hay nhất, thầy Thành đều chia sẻ để hướng dẫn các thầy cô, để giúp cho các thầy cô dạy cho học sinh của mình, giúp cho các con nắm được những cái bí quyết, nắm được những cái chìa khóa để các con học tập. Thầy cô có thấy tuyệt vời không ạ? Thầy cô có thấy nội dung bài học hôm nay nó rất là thú vị không ạ? Rồi bài tập nhanh cho các thầy cô. Bài tập nhanh ạ. Chúng ta sẽ chỉ làm trong thời gian là 1 phút ạ. Thầy cô hãy viết lại cái bài học mà thầy cô tâm đắc trong cái buổi học số 2 này. Thầy cô viết theo cấu trúc là bài học mà tôi tâm đắc nhất trong buổi học số 2 của dự án là, thầy cô viết giúp cho thầy Thành cái nội dung này vào trong cái nhóm Zalo của mình nhá. Đấy, thầy Thành nhóm Zalo thầy Thành đã post lên đó một số các cái lưu ý về về phần này. Thầy cô hãy viết vào trong đó nha. Đây là một cái phần bài tập để chúng ta lưu lại, chúng ta nốt lại. Chúng ta sẽ ghi lại những cái phần phần bài tập này. Thầy cô đừng comment vào ô chat này, bởi vì sau khi mà thầy Thành tắt tắt cái phần này á, là nó sẽ bị mất mất. Nên là thầy cô sẽ cần phải lưu ý vào, thầy cô viết vào cái nhóm Zalo của mình nhá, để chúng ta đọc lại, để chúng ta lưu lại, vì ghi chi trong đó thì nó sẽ lưu lại được các thầy cô ạ. Đấy, thầy cô viết vào nhóm Zalo ấy. Mỗi thầy cô sẽ dành ra 1 phút. Hoặc là thầy cô học được bài học gì từ cái buổi học ngày hôm nay, ngoài cái nội dung về kiến thức chuyên môn, thì những cái nội dung về 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 mở về phát triển tư duy, về phát triển bản thân, thầy cô cũng có thể comment xuống đó nha. Thầy cô có thấy cái buổi học mà hôm nay nó rất là tuyệt vời không ạ? Ở đây mà chúng ta mới chỉ là, đây đang là buổi học số 2 thôi, chúng ta còn làm việc cùng nhau 8 buổi nữa. Ta sẽ có 8 buổi nữa để làm việc với nhau. Thầy Thành với một cái tâm huyết của mình muốn dành trọn vẹn cho các thầy cô tất cả những cái điều nó tốt đẹp nhất, những cái năm tháng mà thầy Thành nghiên cứu giảng dạy, để thầy Thành muốn giúp cho thầy cô hoàn thiện chuyên môn của mình, giúp cho thầy cô thực sự thay đổi
về tư duy, bởi vì tư duy quan trọng nhất, tư duy nó sẽ rất quan trọng thầy cô ạ. Thầy cô còn nhớ cái bài tập mà không đổ lỗi không ạ, không bao biện, không phàn nàn đúng không ạ? Nếu có thầy cô thực sự nghĩ về nó thì ngay ngày hôm nay chúng ta đã trở thành con người mới rồi. Chừng nào mà chúng ta còn phàn nàn, chừng nào chúng ta còn đổ lỗi thì chúng ta sẽ không thể thành công được. Thầy cô hãy viết câu đó xuống đi ạ, thầy cô hãy viết câu đó xuống nhóm nhóm Zalo của mình để chúng ta lưu lại. Chừng nào mà chúng ta còn đổ lỗi, chừng nào chúng ta còn phàn nàn, chừng nào chúng ta còn bao biện thì chúng ta sẽ không thể thành công được. Thầy cô có hiểu điều này không ạ? Thầy cô hãy viết xuống đi ạ. 2 phút nữa thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học ngày hôm nay ở đây nhé. Rồi được rồi ạ, đó là cái phần bài tập. Về nhà các thầy cô sẽ tự làm, thầy cô sẽ tự viết sau ạ. Ok ạ, hôm nay thì chúng ta đã làm việc cùng nhau đến giờ phút này đã là 10 giờ hơn rồi mà hầu như tất cả các thầy cô đã vào học vẫn đang ngồi đến lúc này, rất là tuyệt vời. Thầy Thành rất là cảm ơn các thầy cô với một cái tinh thần học tập cầu thị, tinh thần học hỏi rất tuyệt vời. Một lần nữa thì chúc các thầy cô sức khỏe nhé, chúc thầy cô ngủ ngon. Thầy cô cứ comment cái bài học xuống nhóm Zalo của mình nhé. Rồi ạ. Bây giờ thì xin chào. Hẹn gặp lại các thầy cô vào buổi học lịch học này, thầy cô ghi lịch học này. Lịch học thầy cô còn nhớ lịch học đúng không ạ? Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ ba tuần sau. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ ba tuần sau nhé. Lịch học thầy cô viết xuống, lịch học là thứ ba tuần sau. Được rồi ạ. Thứ ba tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Rồi, cảm ơn các thầy cô. Rồi, xin chào. Hẹn gặp lại các thầy cô. Bye bye.